siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Cũng như hai gia đình gặp nhau, thì trước hết là cảm ơn chương trình đã tạo cho hai mảnh ghép có cơ hội để làm lại. Thì con cũng xin cảm ơn cô, cảm ơn gia đình đã mở cánh cửa đón nhận cha con. Dạ, con có muốn nói gì với cô này không? Cô này, rồi con nói đi. Con ơi, con chịu làm mẹ con không cô? Trời ơi, con dễ thương quá à. Trời ơi, em bé dễ thương gì chắc chắn là cô sẽ làm mẹ con ha. Thương quá à. Kêu cô bằng mẹ đi, rồi biết đâu là cô sẽ mẹ của con luôn á. Con kêu mẹ thử coi. Mẹ, thương con cái nha. Thương quá à. Rất là dễ thương. Hạ ra đi các bạn. Xin chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị, chào bạn nữ bên kia. Em là Phạm Văn Phương, năm nay em 39 tuổi, em ở Biên Hòa, Đồng Nai, hiện là đang là lái xe đăng cho công ty thức ăn gia súc. Em gái, mời em giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào bạn nam. Em tên là Nguyễn Thị Phương Loan, em 34 tuổi, em là giáo viên dạy cấp 2, sinh sống và làm việc ở Trân Thành, Bình Phước, quê quán em ở Bình Dương. Phước, quê quán Bình Dương, bên này Biên Hòa. Thế mình cách nhau khoảng bao nhiêu cây số? Cách nhau khoảng 80 cây số. 80 cây số. Thế thì anh nghĩ nó có khó khăn gì trong cái địa lý để mà mình tìm hiểu nhau không? Nói chung nếu mà mình chân thành, mình có một chí hướng thì đối với khoảng cách không là vấn đề. Thế bao lâu thì anh có thể đến gặp bạn gái để mình hẹn hò tìm hiểu với nhau được một lần? Tuần một lần cũng được, hoặc là tùy, ví dụ như tuần hai lần cũng được. Đấy, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh thì cũng không có nhiều, chủ yếu là có tài chăm sóc trẻ con, ca hát này, nói chung là nội trợ cũng có thể làm. Ca một cái, một câu, một khúc, một bài trước tặng bạn gái trước khi mở màn lên nè. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại đến, ước gì cả cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Sao chưa thấy mặt mà nghe giọng hát của ảnh thì em cảm nhận anh như thế nào? Dạ, em cảm thấy anh là một người tình cảm, là giọng hát của anh thật là ấm áp. À, mình có thể đáp lại không? Dạ, em cũng xin tặng chị Cát Tường với anh bài hát là Em Chỉ Yêu Một Người. Wow, rồi mời em. Em yêu một người, người luôn mong em nhớ em ngày đêm. Em yêu một người, người luôn có bên lúc em buồn vui. Em yêu một người, người luôn yêu em và mãi mãi chỉ yêu em trọn một đời. Sao cảm nhận lại? Giọng ca truyền cảm. Hai người trước tiên là thấy âm nhạc là có thể là hợp với nhau rồi đó nha. Về rảnh rồi nó ngồi xong ca được. À được. Có thể nấu cơm mình xong ca được. Điểm mạnh điểm yếu của em gái là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em hát vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em là em hơi nóng tính và em rất là mê ngủ. Cứ thời gian rảnh rỗi là em đóng cửa lại, em ngủ. Bởi vì vậy em không ít ra đường cho nên em ế đến bây giờ. Tuổi thanh xuân dành chỉ để ngủ ha. Thôi bây giờ ráng chịu khó ha, ra đường ha, tiếp xúc bạn bè, rồi hẹn hò nữa chứ ha, mới nhanh lấy chồng được chứ. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ em muốn lắm. Muốn lắm rồi ha. Nếu được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ nếu được có thể khi thấy được là ngay luôn chị. Rồi bây giờ mình vô tiền tình yêu nha. Tình sử của mình như thế nào anh? Em có lỡ một chuyến đò rồi, thủ tục xong là hơn một năm rồi. Hơn một năm rồi. Mình mối tình đó kéo dài bao lâu? 5 năm. 5 năm. Không sống chung thì 4-5 năm rồi. Không sống chung 4-5 năm. Nhưng mà thủ tục thì hơn 1 năm nay. Có con chưa? Có một bé gái hiện nay em đang nuôi 7 tuổi. Thế giờ mẹ có hay thăm con không? Không. Em nuôi từ bé giờ cho nên là bé theo em. Không thăm, không gì, không gặp, không gì luôn. Không trợ cấp, không thăm, không nói chung là không liên quan gì. À, không liên quan gì cả. Nuôi con một mình có vất vả gì không? Thì chắc chắn là vất vả rồi. Em thấy một mình em sống còn vất vả thì không hồi thêm đứa con nữa. Thế hiện tại là em đang sống với con với ai? Thì có hai cha con thôi. Hai cha con thôi? Dạ. Thế những lúc em đi làm thì con như thế nào? Con em gửi dịch vụ. Cụ thể câu chuyện của mình như thế nào mà có bé rồi vẫn phải chia tay? Mới thì là nó là màu hồng lắm, nhưng mà càng ngày thì nó lòi nhiều cái quan điểm trái chiều nhau á. Cụ thể ví dụ là cái gì? Cụ thể là thứ nhất là vợ là không có tâm sự, cũng không nói, cho nên là mình cũng không biết được là quan niệm của người vợ nó như thế nào. Trước đây là hai vợ chồng học chung cấp 3. Vậy là đáng lẽ phải hiểu nhau chứ ta. Thế mình nghĩ trong câu chuyện đó mình có lỗi gì không? Lỗi của mình là cái gì? Em cũng không biết, tại vì vợ không nói thì em cũng không biết được là mình lỗi gì. Tại vì thì đi làm về thì lo gia đình,
rồi lo chăm con cũng như bao người khác. Mình không có nghiền ngập, không rượu chè, không cà phê, không tệ nạn. Mình có đủ sự quan tâm dành cho vợ mình chưa? Đủ, có đủ quan tâm. Hiện tại cô ấy có đối tượng mới chưa? Có chồng, chắc giờ sinh con rồi. Vậy là câu chuyện chia tay của hai bạn là do cá nhân hai bạn hay mình có nghĩ là do đối tượng thứ ba xuất hiện vậy? Quá trình ly thân thì vợ có sống chung với một người. Thì em vẫn sang thì vẫn đưa con sang thăm thì vẫn thấy người ta thể hiện tình cảm. Em cũng không nói gì cả, em chỉ nói là ký giấy ly hôn cho giải thoát cho mà mới. Ok, thôi khi đã có người thứ ba rồi thì cũng không nắm níu gì được ha. Còn em gái, tình trường của em như thế nào? Dạ, em có kết hôn một lần. Vậy luôn? Dạ, vào năm em 23 tuổi. Ừ. Trong một năm vợ chồng sinh sống thì chưa có xích mích gì hết. Đến lúc mà em có em bé, anh rất là vô tâm. Anh không có lo cho hai mẹ con em. Bên nội cũng lo rất là ít, chỉ có bên ngoại lo nhiều. Cho nên là hai bên xưa gia xích mích với nhau. Tại sao mà con chung mà bên này lo ít là bên kia lo nhiều. Cho nên tạo cái không khí là ngột ngạt trong gia đình. Cho nên là anh đã vô tâm rồi thì anh càng vô tâm hơn nữa. Anh chán hơn nữa cái anh bỏ đi, bỏ hai mẹ con em đi một năm rưỡi. Sau đó một năm rưỡi sau thì anh về. Về thì lúc đó là tình cảm trong em không còn nữa. Tại vì trong thời gian anh đi là em rất là cực khổ, em nuôi con. Khi anh đi thì em ở đâu? Khi anh đi thì em, hai mẹ con em thì ở với ông bà ngoại. Chỉ có nhờ ông bà ngoại thôi. Nhưng mà em vẫn lo con là chính. Nên em rất là cực khổ, rất là buồn tủi. Cảm thấy là hất vọng về người chồng của mình. Sau đó anh về thì em cũng có tạo điều kiện cơ hội cho anh. Em cũng thử lòng anh. Em nói là bây giờ anh về rồi thì hai mẹ con em đi qua bên sống với anh với nội. Thì anh im lặng, anh không có đồng ý. Em thấy là khi mà anh quay về rồi anh vẫn không sửa đổi, anh vẫn vô tâm như vậy. Cho nên là tụi em cảm thấy không thể hòa hợp với nhau được nữa. Mà cũng không còn tình cảm với nhau nữa. Cho nên tụi em quyết định là chia tay. Bé mình là bé trai hay bé gái? Dạ, bé em bé trai. Hôm nay bé 11 tuổi rồi. 11 tuổi rồi? Dạ. Wow, lớn dữ vậy ha. Vậy là mình chia tay được bao lâu rồi em? Ly thân là 11 năm. Còn em ly dị là 8 năm. 8 năm rồi, vậy là quá lâu rồi ha. Mình có còn liên hệ qua lại, có bố nó có thăm nom chăm sóc gì không em? Dạ, bố đã có vợ mới, có con được 2 năm rưỡi rồi. Dạ, từ ngày bố có vợ mới tới giờ là cắt đứt liên lạc với con. Chỉ có nửa năm thì gửi tiền cho bà nội cho con một lần thôi. Chỉ có bà nội vô thăm con thôi, chứ con không có được nhìn thấy mặt của bố. Mỗi người đều có một câu chuyện ha. Câu chuyện nào thì nói chung đã gãy đổ trong hôn nhân thì câu chuyện nào cũng đáng buồn hết. Và người trong cuộc thì không ai muốn, nhưng mà cái phần số mình đến đó thì mình cũng không biết nói sao. Thôi thì mình rút kinh nghiệm cho cái lần sau, mình cố gắng chăm nom và dành nhiều cái tình cảm cho một cái gia đình mới. Để khi mình đã gãy đổ rồi, mình đã đến với nhau, mình chọn nhau thì cố gắng sống với nhau đến trọn đời trọn kiếp ha. Nếu mà tiến tới được với nhau thì mình nghĩ có kết hôn, có sinh con nữa không? Dạ, em thích có nhiều em bé lắm chị. Em thích có nhiều, sao anh có muốn nữa không? Có chứ chị, đứa con là ràng buộc. Nó sẽ tạo cho mình nhiều cái cảm xúc, nhiều cái tình cảm nó phát triển lên. Bây giờ anh mong muốn tìm một mẫu người vợ trong tương lai là người như thế nào? Giờ mà đòi hỏi thì cũng không được, nói chung là trời cho sao của đấy, hưởng đấy thôi chứ cái duyên mà chị. Do mình bảo lựa chọn như thế này thế kia thì 90 triệu dân là mình đảo đó thì không đủ thời gian mà đảo. Cũng phải có cái mẫu người lý tưởng mình đặt ra chứ, về ngoại hình, về tính cách. Người của gia đình, biết nuôi chờ, cao tầm 1m6 thôi, nặng thì tùy. Còn em gái, em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, người bạn trai của em thì ngoại hình không quan trọng, chỉ cần cao hơn em một tí là 1m6 trở lên thôi. Về tính tình là anh nhậu ít thôi, không có gia trưởng, không có ghen tuông vô cớ. Hãy thử tìm cô ấy đi ha. Tìm ảnh đi, hơi khó đó cưng. Hình chụp bao nhiêu năm rồi? Chắc hai mấy năm rồi. Trời ơi, đi kiếm vợ đưa tấm hình cách đây hai mấy năm, ráng kiếm đi cưng. Hãy tìm ra. Có một tấm hình 16 năm đi. Có một tấm hình 16 năm nó lên lớn tí đi. Giờ kiếm cổ đi, thử coi cái cảm nhận ngày đầu tiên của mình hôm nay có đúng hay không nè. Là quần đỏ chị. Đầm đỏ, lý do tại sao chọn cô đó? Thì em có một cái linh cảm nó như vậy. Hai tấm hình đều có cổ đó. Tấm hình ở giữa chị. Người này hả? Rồi, tôi để xem. Lựa được ảnh không em? Em chịu thua chị ơi, em không biết đường lựa, anh có hướng dẫn cho em không? Em đưa hình mà toàn thời bảo đại, không mà làm sao người ta kiếm ra được. Cho cổ cái gợi ý coi nè. To nhất, cao nhất. To nhất, cao nhất.
to nhất cao nhất chắc là anh này chị. Để thử lát hỏi có phải không chứ giờ chị cũng không biết nữa. Hình hai mấy năm trước sao chị đoán ra được. Rồi chúng ta sẽ mở cửa trái tim ra nhé. Để xem coi là cái phán đoán đầu tiên của hai bạn ngày hôm nay có phù hợp, có đúng hay không nha. Nhìn đi à các bạn. Rồi, sao? Nhìn nhận của mình trúng hay sai? Trong đây không có ai tốt đinh anh ơi. Em không biết ai luôn. Em hỏi ảnh luôn đi chứ chị cũng không biết ảnh là ai luôn trong đó luôn á. Sương gió phủ đời trai rồi cho nên là tóc nó bị mon hết rồi em. Trời đất ơi, nhận ra chưa em? Ừ. Em thua luôn. Bên tay trái hình thứ hai. Dạ, anh này ha, em không thấy rõ mặt mũi luôn á chị. Tại em cái hình hôm trước đi bị mất rồi. Hình của em váy đỏ đúng không em? Trời đất ơi, mở hình ra rồi mà còn dòm còn đoán trật nữa hả? Em màu vàng anh. Màu vàng hả? Bây giờ là bị phạt hả? Phạt gì đây? Phạt gì đây tùy thôi chứ không biết sao. Chăm sóc con quá ha, khổ cực quá ha. Sức khỏe còn đủ không? Đủ chứ chị. Lấy vợ nữa nổi không? Nổi chứ chị. Hít đất năm cái coi chơi nè. 1 ây da, 2 3 4 5 trời ơi, bonus lên nữa ha. Rồi đi ập mặt xuống đó luôn đi. Thôi được rồi, khỏe rồi, thể hiện dữ. À, hôm nay hai bạn đến đây với ai? Em đến đây với mẹ của em. Đến với mẹ. Em đến đây với ai? Đến với con gái. À, đến với con gái. Một chút xíu nữa chị sẽ ra ngoài ha, rồi chị mời hai gia đình vào xem coi ý kiến của họ như thế nào. Nhưng trước tiên chị vẫn muốn dành cho hai bạn một cái không gian riêng tư để chúng ta có thể trò chuyện với nhau ít câu cái đã nha. Yeah. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn Restaurant. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là Roti Kariga. Đây là món ăn theo phong cách Ấn Độ đó các bạn. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nhé. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại và sẽ mang người thân của các bạn đến để cùng tham gia vào buổi trò chuyện ngày hôm nay. Ok, rồi mời. Rồi, cảm ơn chị. Mời em đi. À, công việc của anh bận biểu lắm không ạ? Công việc thì 7 giờ sáng làm. Dạ. Đến xong việc mới được về. Tại vì làm bộ phận kho cho nên là nhập xong hàng mới được về. Dạ. Anh có ngại là từ Biên Hòa lên Bình Phước xa xôi không? Cái chính là cái chân thành. Cái chân thành nó sẽ rút ngắn khoảng cách. Dạ. Nhưng mà khoảng cách xa như vậy là người ta khó có thể hiểu về nhau. Cái chính là mình phải hướng về một đường để mình đi thôi. Chứ còn nếu mà cứ ngại này ngại kia thì chắc là hơi khó. Dạ. Vậy từ Đồng Nai mà lên tới Bình Phước 80 cây số là mình đi khoảng mấy tiếng anh? Anh đi xe máy đi khoảng 2 tiếng rưỡi. Chứ mà chắc mà đi thì đi xe đò. Và nếu sau này mà mình đến với nhau á thì anh có nghĩ là mình sẽ lập nghiệp ở đâu không? Anh lập nghiệp Biên Hòa. Nếu mà em có suy nghĩ gì về lập nghiệp Biên Hòa không? Tại vì công việc của em là giáo viên á, em làm trên nhà nước rồi. Vì công việc của em cố định ở Bình Phước rồi. Anh ở Bình Phước là có mẹ em rồi có em ở đó nữa. Cho nên xuống Biên Hòa thì thấy hơi bị khó khăn. Trên Minh Hưng của em á là đang phát triển có nhiều khu công nghiệp lắm. Dạ. Cho nên là chỗ đó là tập trung dân cư đông đúc lắm. Em thấy cũng nhiều người cũng lập nghiệp ở đó. Thì trước hết là cứ xác nhận cái đã. Xác nhận rồi tìm hiểu cái đã. Nếu mà mình cảm thấy nó phù hợp, cảm thấy mà mình cảm thấy mà đạt đến độ chín mùi của tình yêu rồi thì mình tính tiếp. Dạ. Công việc của anh chắc nhiều áp lực lắm anh. Nhưng mà nói chung là ngồi trên xe cả ngày cũng mệt. Dạ. Mệt rồi về còn chăm con nữa. Dạ. Con anh thì có dịch vụ đưa đón với là tắm rửa cơm nước rồi, anh về lúc nào anh đón lúc đó. Dạ. Về thường thường là anh cho con ăn thêm, hai cha con chở nhau đi ăn thêm. Dạ. Rồi con ăn với anh sống riêng hay là sống chung với ai? Không, hai cha con thôi. Dạ. Tại anh thì là chưa có nhà, chưa đất cho mình chưa có làm nhà được. Dạ. Vậy hiện tại giờ hai cha con anh đang sống ở đâu? Ở nhà trọ. Dạ. Tại vì nếu bây giờ mình xin nhà thì không có ai đưa đón con hết, mà con còn nhỏ quá. Anh ăn thử món này anh. Em thấy ngon không? Nãy giờ em mới ăn nước sốt thấy ngon quá. Ừ. Em dạy đó mấy năm rồi? Dạ em ra trường được 11 năm rồi. Rồi em dạy ở trường cũng 11 năm rồi. À, công việc của em thì cũng nhàn nhã lắm, cũng đi dạy một buổi, nhưng mà buổi ở nhà thì phải lo làm hồ sơ, cũng chủ động. Sao rồi? Chị cũng có nắm qua sơ qua tình hình của anh. Sơ qua tình hình hai bên. Cảm thấy hợp nhau được bao nhiêu phần trăm? Em thấy là 80-90%. Thế là được thì bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân được? Thì một năm tìm hiểu. Một năm tìm hiểu.
Em có ngại khi phải di chuyển dời cái chỗ ở của mình không? Để lập nghiệp ở một nơi khác không? Công việc của em đã cố định làm nhân viên của nhà nước rồi. Mà ba mẹ em thì chỉ có hai đứa con thôi, có em với đứa em trai thôi. Hiện tại giờ là em trai làm ở thành phố. Thì có mình em ở bên cạnh ba mẹ cũng già rồi. Cho nên là em có mong muốn là chỉ ở bên cạnh ba mẹ, chăm sóc ba mẹ. Nên em ngại đi... Hơi ngại. Dạ đúng rồi. Thế còn anh thì sao? Nếu như với cái sự e ngại của bạn gái thì anh nghĩ như thế nào? Thì cái này cũng không vấn đề gì. Tại em đi chưa có xây nhà. Bây giờ về kia thì em bán đất thì em về kia cũng được. À, có nghĩa mình cũng sẵn sàng đến nơi cái nơi của vợ mình ở để lập nghiệp. Đúng không? Em nghĩ sao nếu mà trong gia đình rồi có con mình, con riêng của hai rồi con của chung nhau thì em thấy cái điều đó có khó khăn gì không? Không, không vấn đề gì. Tại vì em rất là quý trẻ con mà trẻ con rất quý em. Còn em có tự tin khi là mình sẽ làm mẹ của con anh ấy rồi sẽ hiện có con chung của mình nữa không? Em nghĩ là vấn đề tự tin này anh sẽ giúp em tự tin hơn. Khi mà anh yêu thương em thì em sẽ trở thành một người phụ nữ thật sự là đảm đang với hai con. Rồi, trước khi mà hồi nãy Cường ra ngoài thì cũng có tâm sự với người nhà của hai bạn ha. Bây giờ thì họ cũng đang rất là nôn nóng để chờ xem là hôm nay cái quyết định của hai bạn như thế nào. Hôm nay con đi theo ba để làm gì không biết không? Không, bây giờ con thấy ba ngồi bên đó không? Thấy. Con nhìn thấy cái cô kia không? Thấy. Thấy cô sao? Ừ. Được. Còn cô? Còn cô nha. Thấy hai đứa thấy cũng được. Thấy cũng xứng. Xứng ha. Tại vì hai đứa đều đổ vỡ hết thì nó dễ thông cảm cho nhau để mà nó sống đến hết cuộc đời luôn. Cũng hy vọng như vậy. Hy vọng. Mọi chuyện còn phía trước mình cũng chưa nói được gì mà cũng hy vọng như vậy. Đúng rồi. Con chào bà. Chào bà chứ con. Xin chào bà. Bà chào con. Em hai. Bây giờ hai bà cháu ngồi đây nha. Cô từng vô trong để tâm sự với đi tìm từ chút xíu là cô một con vô nha. Quan điểm của anh trước khi tiến tới bước nữa thì mình nghĩ là mình có nên sống thử với nhau để tìm hiểu nhau về về những cái nó sâu hơn không? Cái sống tử cũng không bằng cái sự chân thành, cái sự bộc phát của mình. Đừng có suy nghĩ gì nhiều quá hay là đắn đo gì nhiều quá thì nó sẽ thành. Ví dụ như mình nhìn con của em, nhìn con của anh, em thả lỏng cái tư duy ra, em làm như một bản năng thì nó sẽ thành. Anh cũng như vậy. Đến đây ngày hôm nay thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em có cảm nhận gì về người đối diện với em? Dạ, em cảm thấy là sau khi mà mình lỡ một chuyến đò đi ra ngoài anh gãy gánh thì giữa hai người có mối đồng cảm với nhau. Hai người rút kinh nghiệm được là những cái gì mà quá khứ mình làm chưa tốt và mình phấn đấu để tương lai và hiện tại của mình càng ngày càng tốt hơn. Hiện tại trong lòng em đang cảm thấy như thế nào? Mình có chút rung động xao xuyến nào chưa? Em cảm thấy anh rất là hiền lành. Anh không phải một người đàn ông nào cũng có thể lo cho con được. Anh rất là thương con và chắc chắn rằng anh sẽ rất là thương vợ. Còn anh, cảm xúc của anh hiện tại như thế nào? Thấy bạn gái rất là hiền. Thích hiền hay là không thích hiền? Thích hiền. Thích hiền thì trong hai người có một người hiền thì người kia sẽ làm chủ. Bản thân mình hiện tại mình có thấy rung động gì không? Thấy rung động. Mặc dù tim nó chai rồi nhưng mà vẫn thấy rung động. Mặc dù tim chai rồi hả? Chai lắm rồi hả? Chai, chai sẵn. Để nói một lời nữa với cô gái ấy, anh sẽ nói gì? Bờ vai anh không khỏe được trù câu nhưng mà anh có thể nâng đỡ được hai mẹ con em suốt đời. Em cảm ơn anh. Em hãy tự tin dựa vào vai anh. Không, thấy bờ vai này vẫn chảy đó chứ, nãy hít đất ngon lành bonus thêm nữa. Ờ thì như vậy, cái quyền quyết định là của hai bạn nha. Đến với đây chương trình thì Tường cũng đã tạo một cái cầu nối cho hai bạn tìm hiểu nhau. Nhưng cái quyền quyết định là mình, và hãy suy nghĩ thật chín chắn. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu sau 3 tiếng đếm mình cảm thấy đối phương là một nửa mình đang tìm kiếm thì mới bấm nút. Còn nếu như chúng ta cảm thấy không phù hợp, chúng ta không bấm. Cơ hội là của các bạn, nắm bắt hay không là quyền của mình nha. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3 Tường rất là vui, hôm nay là hai bạn đã nắm bắt cái cơ hội này. Thì bây giờ Tường sẽ mời người nhà của mình ra nha. Con ơi, ở đây với cô con. Con đứng bên đây nè. Dạ, con mời cô. Cô cảm ơn con nha. Dạ, nãy giờ cô đứng bên ngoài thì cô lắng nghe câu chuyện của hai bạn, cô có những cái cảm xúc như thế nào? Cô thấy là cặp đôi này thấy cũng xứng đôi.
hai đứa đều đã gãy đổ một lần rồi, thì cô mong muốn hai đứa hẹn hò với nhau, cho nhau cơ hội để sống đến thăng long đầu bạc. Lơ nghĩ là anh cũng nên có những điều gì muốn nói với cô trong lúc này. Hôm nay chương trình có tạo điều kiện cho hai bạn cũng như hai gia đình gặp nhau, thì trước hết là cảm ơn chương trình đã tạo cho hai mảnh ghép có cơ hội để làm lại. Thì con cũng xin cảm ơn cô, cảm ơn gia đình đã mở cánh cửa đón nhận cha con. Con hy vọng rằng là cuộc tìm hiểu này sẽ thành công tốt đẹp. Cô thì mong hai đứa đến được với nhau. Thì mong hai đứa cũng là rể thảo dâu hiền của hai gia đình. Vâng. Sống đến đạt đầu. Dạ. Rồi. Bây giờ thì chúng ta phải đứng về một bên đi nha. Qua đây đi cho rộng em, hai mẹ con qua đây. Hai cô cháu qua đây, mẹ con đúng rồi, biết đâu. Sao được, mình phải hy vọng vào tương lai chứ. Rồi, cả gia đình mình đứng vào đây nha. Với sự chứng kiến của mẹ nè, hãy tặng nhau, trao nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Con xin phép bác cho con thể hiện tình cảm với em. Vỗ tay đi con gái, cười lên vui không con? Con vui không? Rồi cố gắng lên nha. Hôm nay Tường cũng rất là vui và đã được kết nối được cho hai mảnh ghép như thế này. Hy vọng là hai bạn sẽ cố gắng tìm hiểu nhau ha. Anh hãy cố gắng tạo cái niềm tin cho cô ấy và sớm một ngày nào đó sẽ về chung một nhà nha. Em cảm ơn chị. Con ơi, giờ con có muốn nói gì với cô này không? Cô này, rồi con nói đi. Con ơi, con chịu làm mẹ con không cô? Trời ơi, con dễ thương quá à. Trời ơi. Em bé dễ thương gì chắc chắn là cô sẽ làm mẹ con ha. Thương quá à. Kêu cô bằng mẹ đi, rồi biết đâu là cô sẽ mẹ của con luôn á. Con kêu mẹ thử coi. Mẹ. Thương con cái nha. Thương quá à. Rất là dễ thương quý vị à. Con nít nó rất là... nghĩ sao thì sẽ nói vậy thôi nha. Tường cảm thấy rất là vui, rất là xúc động khi mà con nói cô ơi, con có thể làm mẹ của con hay không. Cô hy vọng rằng là chương trình đã tìm được cho con một người mẹ rất là tuyệt vời nha. Đừng bao giờ làm tổn thương trẻ con nha hai bạn nha. Còn chúng ta hãy cố gắng dành những cái gì tốt đẹp nhất cho những đứa con thân yêu của mình. Chúc cho các bạn sẽ sớm trở thành một gia đình nha. Con chúc cô được nhiều sức khỏe nha cô nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và ngày hôm nay Tường rất vui ạ. Rất vui vì đã mai mối được thành công cho một cái cặp đôi đã gãy đổ với nhau như thế này. Và hy vọng rằng họ sẽ sớm về chung một nhà và sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Bây giờ thì Tường xin gửi tặng gia đình đây là những chiếc vé xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta sẽ đến đó xem phim và tìm hiểu với nhau, tâm sự với nhau nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Bây giờ thì Tường phải nói là chào tạm biệt thôi. Chúng ta lại hẹn gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc.